Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho các ngành vận tải hành khách gặp nhiều khó khăn khi phải vừa duy trì hoạt động, vừa chủ động phòng dịch. Mới đây, ga Sài Gòn đã thông báo dừng một số chuyến tàu khu vực phía Nam. Lượng khách sụt giảm liên tục thời gian gần đây và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở một số tỉnh thành khiến công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn ra thông báo tạm dừng chạy một số tuyến tàu. Cụ thể, đôi tàu SE21, SE22, Sài Gòn - Trà Kiệu sẽ ngừng chạy từ ngày 3 tháng 8 năm 2020. Tàu SQN2, Sài Gòn - đi Quy Nhơn tạm dừng từ ngày 2 tháng 8 năm 2020. Ở chiều ngược lại, tàu SQN1, Quy Nhơn - đi Sài Gòn sẽ dừng từ ngày 3 tháng 8 năm 2020. Các tuyến tàu mang số hiệu SNT chặn Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn sẽ dừng từ ngày 6 tháng 8. Tất cả hành khách có vé trong những ngày tàu tạm ngừng chạy được đổi trả vé không thu phí.